Yumi Rework xuất hiện lỗi, tích nước mắt cực nhanh cho đồng đội. Yumi Rework đã chính thức xuất hiện ở 13.5 và nhận về nhiều phản hồi. Trong đó, hầu hết người chơi đều báo cáo rằng Yumi đã tạo ra lỗi mới liên quan đến nước mắt nữ thần nhờ khả năng tích cộng dồn trang bị này cực nhanh. Khi Yumi liên tục dùng W quấn quýt lên đồng minh đang sở hữu nước mắt, sau đó lại nhảy sang một đồng minh khác và lặp lại như vậy. Mỗi lần như thế, nước mắt của đồng minh đó sẽ được tăng stack, đồng nghĩa với việc tăng mana cho họ mà không cần làm bất cứ điều gì. May mắn thay, Riot đã nhận ra lỗi này và thông báo rằng họ đang tìm cách khắc phục. Tuy nhiên đến nay thì Yumi vẫn chưa bị vô hiệu hóa để tiện sửa lỗi. Ở đường dưới sẽ có một số xạ thủ như Ezreal hay Varus sát lực hưởng lợi rất nhiều từ lỗi game này để sớm nâng cấp lên thần kiếm Muramana. Chẳng cần phải dùng chiêu mà vẫn nhận về cộng dồn nước mắt sẽ giúp chúng mạnh lên nhanh chóng một cách khó tin. Hình ảnh này đã cho chúng ta thấy được điểm mất cân bằng nhất sẽ xảy ra khi lợi dụng lỗi game của Yumi với nước mắt. Ezreal chưa cần bước vào giai đoạn đi đường hay sát mặt với bất kỳ kẻ địch nào đã có thêm tới 42 mana. Nhờ việc Yumi liên tục dùng quấn quýt, Ezreal sẽ có lượng mana lớn từ thời điểm rất sớm, thậm chí hoàn thành thần kiếm nhanh chóng trước khi kẻ địch có đủ chống chịu.